Uy, no, no. Chưa? Vừa chưa? Như này? Ở đây? Này? Ủa, con đi quẻ đúng rồi. Ê, chà bạn ơi, đi mua rồi đấy. Chà quay lại đây bạn ơi. Ba gãy cân chứ không để mất em đâu. Ba gãy cân á? Ba gãy cân chứ không để mất em đâu em ơi. Đừng quá, đau bụng quá. Làm thì trong một trường rồi dám ạ. Răng rồi. Mà tổ cái con như nặng thì tiêu ạ. Thả thôi bạn ơi. Mình để nặng quá bạn ơi. Mình quay lắm. Khỏe thật có đi. Mẹ ơi. Dừng cân lên tí đấy. Dừng cân muốn nặng bố mẹ bắt dừng. Thôi đi vào đi, tao mệt lắm rồi mi ạ, thật sự luôn đấy. Quá đẹp.